Thì cái hệ thống này á, trước đây các bạn bị vướng á, là xem phim offline thì sẽ không xem phim được online, mà xem phim online là tất bật từng đầu nó rất là mất thời gian của các bạn và thao tác nó cũng rất là khó khăn. Và đôi khi là tín hiệu nó bị nhiễu, bị loạn rồi tín hiệu nó không nhảy với lại cái receiver của mình. ABCD, nói chung là rất là nhiều vấn đề khi mà trải nghiệm. Thì đối với hệ thống này thì các bạn hoàn toàn các bạn yên tâm về cái mặt setup hệ thống á, nó rất là khó, cực kỳ khó luôn, thậm chí nhiều khi chúng ta cầm cái thiết bị đôi khi chúng ta chưa biết cách làm đâu. Vũ nghĩ là cả tháng chúng ta cũng chưa biết cái cách cái setup nữa. Nhưng mà thật ra về mặt khó đó thì bên Vũ sẽ làm cho các bạn yên tâm việc đó. Còn quan trọng là Vũ làm tốt nó để cho cái quá trình mà các bạn sử dụng là cái quan trọng nhất, là nó dễ dàng nhất, dễ thao tác nhất và mượt mà nhất. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel của Thiên Vũ Audio. Và đây là cái video chủ đề dành cho phòng xem phim cinema. Thì cái video ngày hôm nay á, là đây là một năm 2024 và Vũ sẽ mang lại cho các bạn một sự mới mẻ hơn cũng như nhiều cái trải nghiệm hay hơn, cũng là tiên phong để giới thiệu cho các bạn nhiều cái giải pháp trong cái việc mà những cái phòng giải trí, những phòng chiếu phim gia đình tích hợp bao gồm đa dạng nhu cầu về giải trí, ví dụ xem phim, ca cộng, karaoke, xem ổ cứng hay là xem phim online hay là vân 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 hay là chơi game PlayStation, thì mọi thứ nó đã được nằm trong một cái hệ thống như thế này. Nó đã đầy đủ được team Thiên Vũ custom lại mọi thứ để cho cái việc cái trải nghiệm của các bạn cũng như là các khách hàng từ tất cả mọi độ tuổi, trẻ em, người lớn, người già đều khi mà vào cái phòng này đều ai cũng có thể làm được. Các bạn có thể chỉnh được cơ giống như Vũ cầm một chiếc remote, hoặc các bạn có thể sử dụng nhìn nó professional thôi, các bạn hãy chọn iPad. Nhưng mà đối với Vũ chắc chắn khi mà cái hệ thống này các bạn xài thì cái giải pháp mà các bạn sử dụng trên nền tảng remote này là dễ nhất, dễ dùng nhất và thao tác nhanh nhất, mình chắc chắn điều đó. Còn đối với các bạn muốn sử dụng iPad hoặc những bạn trẻ thì các bạn có thể sử dụng chế độ iPad bình thường nha. Nói chung là có hai chế độ, có hai cơ chế để các bạn control song song với nhau, nên các bạn không cần phải lo lắng là cái nào có nào thiếu. Thậm chí nó cả có luôn cả những cái phần phím công tắc bằng cơ hoặc là cảm ứng tùy các bạn. Thì Vũ đã làm hết mọi thứ rồi. Cái hệ thống này được team Thiên Vũ, các bạn nếu những khách hàng mà muốn liên quan đến cái lĩnh vực phim, cần tư vấn những cái phòng phim, những cái phòng giải trí mà chuyên nghiệp và home cinema hoặc cho đến tầm cao hơn là home theater, thì các bạn có thể liên hệ đến bằng Hạnh là phụ trách chính của cái mảng kỹ thuật về cái phòng giải trí này. Các bạn ha. Ok, thì bây giờ Vũ sẽ cùng các bạn trải nghiệm thực tế, coi nó mượt mà nó ra sao, coi cái cơ chế nó hoạt động như thế nào. Thì cameraman cứ đứng nguyên một chỗ. Thì ở trước mặt các bạn đây á, là một cái hệ sinh thái. Thì ở đây là một cái background, các bạn có thể để thấy thấy Vũ để luôn cả cái logo của Thiên Vũ không? Thì đối với cái logo này của Thiên Vũ thì Vũ sẽ thay đổi nó, một cái logo thiết kế, một cái layout nó nhìn nó pro hơn, nó đẳng cấp hơn. Tại vì đây là cái bản tạm thời thôi. Nhưng mà về cái hệ thống system của hệ thống á, thì mọi thứ là nó được hoạt động trơn tru và đã test hết mọi thứ rồi. Thì cái hệ thống này á, trước đây các bạn bị vướng á, là xem phim offline thì sẽ không xem phim được online, mà xem phim online là tất bật từng đầu nó rất là mất thời gian của các bạn và thao tác nó cũng rất là khó khăn. Và đôi khi là tín hiệu nó bị nhiễu, bị loạn rồi tín hiệu nó không nhảy với lại cái receiver của mình. ABCD, nói chung là rất là nhiều vấn đề khi mà trải nghiệm. Thì đối với hệ thống này thì các bạn hoàn toàn các bạn yên tâm về cái mặt setup hệ thống á, nó rất là khó, cực kỳ khó luôn, thậm chí nhiều khi chúng ta cầm cái thiết bị đôi khi chúng ta chưa biết cách làm đâu. Vũ nghĩ là cả tháng chúng ta cũng chưa biết cái cách cái setup nữa. Nhưng mà thật ra về mặt khó đó thì bên Vũ sẽ làm cho các bạn yên tâm việc đó. Còn quan trọng là Vũ làm tốt nó để cho cái quá trình mà các bạn sử dụng là cái quan trọng nhất, là nó dễ dàng nhất, dễ thao tác nhất và mượt mà nhất. Rồi, ở trên đây thì các bạn thấy những cái icon trên đây là Home nè, là cái trang chủ Home. Các bạn thấy cái đại diện đây là bao gồm cái hệ sinh thái trải nghiệm như là xem phim online, Netflix nè, rồi karaoke nè, nghe nhạc stream Spotify nè. Còn những bạn nào thích Tidal, mình sẽ đưa Tidal lên luôn ha. Nói chung là nhiều lắm. Rồi coi phim Blu-ray bằng ổ cứng nè, hoặc là trên hệ thống NAS server nè. Rồi xem giải trí YouTube nè. Rồi chơi game PS PlayStation nè. Đó, mọi thứ đã được đưa vô hết đây nè. Rồi khi mà bạn không chơi nữa, các bạn đi vào cái show, bạn đi vào cái căn phòng của mình, nó có một cái hệ sinh thái bao gồm ánh sáng, mọi thứ, bước vào phòng là phòng sáng cái gì, mở cái gì, nó ra một hệ sinh thái. Và khi chúng ta không giải trí nữa thì chúng ta không cần sử dụng công tắc luôn, chúng ta chỉ cần bấm
out from, là chúng ta đi ra khỏi căn phòng thì hệ sinh thái và máy móc thiết bị nó sẽ tự động off và đi theo những cái trình tự mà do bên team Thiên Vũ set up cho các bạn hết rồi. Các bạn không làm gì hết á, rất là sướng. Mà các bạn chơi và trải nghiệm thôi. Và chúng ta đi khoe với bạn bè thôi. Đó. Ok các bạn ha. Rồi ok, bây giờ Vũ sẽ đầu tiên sẽ vô cái Netflix cho các bạn xem trước nha. Thì Vũ chỉ cần bấm nút ok thôi. Và với cái trên cái phím remote của mình đó, các bạn không cần phải cầm quá nhiều cái phím remote thôi. Chúng ta chỉ cần một cái duy nhất như thế này thôi. Là mọi thứ, từ máy chiếu, từ màn chiếu, từ ứng dụng cho đến đầu phát, mọi thứ nó được bật xong hết rồi. Đó. Rồi các bạn thấy phim không? Đây là cái phim demo. Đó. Đây là cái trên Netflix nha các bạn ha. Rồi bây giờ còn đến với lại cái, bây giờ mình sẽ bấm lại nút home. Mình sẽ cho các bạn coi từng cái hệ sinh thái. Đấy, các bạn chờ tí xíu. Rồi sau khi mà nút home á thì mình sẽ cho các bạn qua cái karaoke nha. Rồi. Đó, để mình chạy chế độ chuyển các bạn. Rất là dễ các bạn. Đó, đây là karaoke các bạn thấy không? Đấy, đây là karaoke. Rồi lại tiếp tục nữa, Vũ sẽ bấm nút home. Muốn chơi cái khác. Rồi, các bạn chờ. Đấy, rồi mình nghe nhạc Spotify. Các bạn chờ tí nha. Đó, hệ thống ứng dụng Spotify, nó được khởi động lên hết rồi. Các bạn chỉ có stream và chơi và chọn bài play thôi. Thì các bạn có thể nghe được những bản nhạc, những khách hàng có nhu cầu, những cái đầu phát mà lossless CD hay là DAC, DAC mà Vũ có thể tích hợp luôn cho tất cả các bạn, cũng như là những chú lớn tuổi muốn trải nghiệm những nhạc chất lượng cao thì có thể tích hợp đưa vào sẵn các bạn nhiệm vụ, bạn chỉ chọn và chơi thôi. Đó các bạn ha. Đấy thì Vũ các bạn thấy không? Nè, đấy mình thao tác phổ biến này, cũng chỉ trên một cái remote này thôi. Dù là coi ổ cứng hay con online gì, nhưng mà có thể là tích hợp rất 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 là nhiều thiết bị ngoại vi khác, nhưng mà chỉ control trên một thứ một duy nhất thôi. Đấy. Nói chung là setup khá là lâu các bạn, và cực kỳ lâu luôn. Nhưng mà các bạn yên tâm, cái đó là để đó việc đó thì Vũ support cho các bạn. Rồi, Vũ lại quay ngược về. Vũ chuyển qua gì đây để coi nó còn gì nữa. Nói chung là sẽ còn nhiều nha các bạn. Vũ sẽ làm một cái hệ sinh thái trải nghiệm đa năng cho mọi người. Bây giờ mình coi Blu-ray nha. Đấy. Đó, giờ tới Blu-ray. Các bạn muốn mà tư vấn những cái hệ thống như này, các bạn có liên hệ với Hạnh nha. Ở trên website Vũ có để là kỹ thuật là Hạnh, có số của Hạnh đó. Thì những khách hàng mà những nhà kiến trúc sư hay là những nhà thiết kế muốn kết hợp cùng với Thiên Vũ làm một cái hệ sinh thái nhà thông minh cho khách hàng của mình, những đối tác thì có thể kết hợp với Thiên Vũ, hoặc là những anh khách hàng chủ nhà, chủ đầu tư có thể liên hệ với Thiên Vũ, có thể tư vấn bao gồm luôn cả thiết bị và luôn cả giải pháp trải nghiệm và bao gồm đồ công nghệ và luôn cả những cái vật tư mà trang âm ở trong cái căn phòng đó để nó hoàn thiện tốt hơn. Đây Blu-ray đúng không? Giờ mình từ Blu-ray quay lại đi, giờ tới YouTube đi nè, mình nhảy qua YouTube. Tại vì các bạn biết không, cái là nguyên một hệ thống này nó rất là nhiều thiết bị nha các bạn, nó cực kỳ nhiều thiết bị. Và sau đó mình set up lại làm sao cho nó thuận lợi để cho nó tròn được lên mọi thứ hết. Rồi, các bạn thấy chưa? Rồi. Đấy, clip. Rồi sẵn quảng cáo luôn cái video mới lên, các bạn nhớ order cái Electrovoid 12 nha các bạn. Đó, đang có chương trình order. Rồi, ok. Rồi nút home. Rồi mình quay lại cái Blu-ray nha. Còn gì nữa ta? À, PlayStation nữa nè, đó. Thấy chưa? Bạn còn nhiều lắm bạn. Này PlayStation luôn nè, bấm vô PlayStation nè. Đó. Rồi, đó. Là những bạn trẻ mà muốn chơi game hay là những ông bố mà muốn cho con một cái hệ sinh thái. Và các bạn biết á, là cái PlayStation khi mà chúng ta chơi trên TV nó khác hoàn toàn khi mà chơi ở trong một phòng giải trí và một phòng xem phim có hệ thống âm thanh VOM 5.1, 7.1, 9.1 gì đó. Atmos đồ mọi thứ á, thì cái hiệu ứng mà phim á, các bạn chơi, đặc biệt là các bạn những khách hàng mà đúng dân chơi thì chúng ta sẽ biết là sau những cái đĩa Blu-ray á, là nó có những cái chế độ âm thanh. Thì cái đĩa Blu-ray, những cái đĩa mà dành cho cái game thế này nè, nó sẽ có đầy đủ hết trên đó luôn. Đó, các bạn có thể chơi và trải nghiệm nó rất là khác biệt hơn so với lại mà chơi trên TV. Rồi. Để Vũ bấm ra home tiếp. Thì mỗi lần mà chuyển qua vậy các bạn sẽ mất đâu đó khoảng tầm 1 đến 2 giây để cho nó chuyển đổi hệ thống các bạn ha. Đấy, qua lại Blu-ray cái đã. Rồi. Mà đặc biệt nữa với cái Blu-ray á, cái phần mềm xem mà những phim file cao, file chất lượng lớn á, thì các bạn biết là cái hệ sinh thái phim á nó cực kỳ quan trọng. Đây để Vũ bắt cho. Media ha. Đây. Đấy.
Bạn thấy chưa? Đây là bạn thấy nó đẹp không bạn? Đây là một cái layout của một hệ sinh thái, bất kỳ đầu phát nào Vũ đều có thể làm được cho các bạn nha. Các bạn có thể tùy chọn, và Vũ nhiệm vụ là người set up những cái thiết bị mà đang có sẵn, hay hoặc là những cái thiết bị mới các bạn mua, đồ cao cấp hay là đồ nào cũng đưa vào được hết đó. Đó, thì mình thiết kế mọi thứ là nó có sẵn hết ở trên đây rồi. Nhiệm vụ các bạn chỉ cần là play và chơi thôi. Đó. Thấy không? Các bạn layout các bạn, đây là phiên ấu cứng nha các bạn, thì nó không cái layout nó không khác gì gọi là cái phải gì giống như phim Netflix các bạn. Đó. Rồi. Có phim nào nạp được chơi được Hạnh? Transformer hả? Transformer đó các bạn thấy không? Đây là phim ổ cứng nha các bạn. Đó, là mọi thứ là bao gồm là banner, spotter rồi information đồ, nói chung là thông tin bộ phim ra sao, chuẩn như nào, nó y chang là phim online của Netflix luôn. Thì bình thường những người lớn tuổi thì trước đây chúng ta bấm vô tìm những cái thông tin này nó rất là khó. Cài app này, app kia, app nọ, app tape luôn, nó tùm lum, nó nhảy toán loạn hết. Thì bây giờ nó sẽ có một sự đồng bộ và đồng nhất cho các bạn ha. Đấy, play thử nè. Các bạn thấy không? Thì nó đây xem phim nó có những cái hệ sinh thái thế nè. Đấy, nó có những định dạng file như thế nào nè. Đó, Dolby, Dolby gì đó. Blu-ray 264, Dolby, UHD. DTS HD 1080. Đấy. Đây các bạn bấm nè, những cái icon các bạn thấy nãy giờ tất cả mọi thao tác Vũ chỉ cầm trên đúng cái remote này thôi. Và không cần làm gì cả, các bạn trải nghiệm nó rất là dễ không? Đấy, và những cái thông tin bộ phim là tiếng Việt hay là những cái diễn viên đó khá là đầy đủ về thông tin. Đấy. Rồi, bắt về lại một cái. Rồi qua phim kế bên. Đó. Đấy, nó cũng y chang vậy. Rồi mình qua phim khác đi. Đó. Đó. Các bạn thấy thao tác nhanh không? Hầu như không có delay nha các bạn. Các bạn để ý nãy giờ Vũ là thao tác là rất là mượt mà hệ thống thông minh thì nhưng mà hiện đại, mà nếu mà nó hiện đại mà nó không phù hợp nó gọi là hại điện. Đó, nó như vậy. Thì ở đây Vũ không cần biết là Vũ sẽ làm cái gì cho các bạn, mà Vũ chỉ muốn là các bạn có một cái phòng trải nghiệm nó nhanh, mượt mà và sướng nhất, và nó cực kỳ ở cái mức độ ổn định. Đó. Đó, người kiến. Đó, các bạn thấy chưa? Mọi thứ này nọ là Vũ ở hiện tại là Vũ đang chỉ Hạnh chỉ đang setup vài bộ phim thôi, để cho các bạn tham khảo, để hiểu được cái layout, cái trải nghiệm nó như thế nào, để cho khách mà đến showroom trải nghiệm của Thiên Vũ á, và các bạn có thể hiểu được cái hình dung của nó. Còn phim thì mình sẽ bổ sung sau. Các bạn có thể bỏ phim trên cloud hay là bất kỳ ở đâu cũng được ha. Rồi. Ok. Đây Vũ bỏ Transformer cho mọi người xem nha. Mọi người coi. Nè, các bạn thấy thao tác nãy giờ nó nhanh không? Nè. Nè, nhanh không? Đó. Đó các bạn thấy không? 4K nè, thấy không? Đấy. Đấy. Đó. Bạn thấy ok không? Đó, là thậm chí là có những cái series phim mà nó hiểu được luôn là nó sẽ đưa ra hết các bạn. Nhìn cái layout, nhìn cái màn hình máy chiếu to đùng thế này, nhìn nó đẳng cấp hẳn luôn. Đấy, mà mình bấm play rồi các bạn. Rồi, bây giờ phim này là phim ổ cứng thì nó sẽ load lâu hơn so với lại phim và nói chung là cũng sẽ tùy thuộc vào cái tốc độ của ổ cứng, chất lượng ổ cứng của các bạn nữa. Đấy. Xong rồi các bạn. Âm thanh tự lên luôn nha các bạn. Ví dụ mà karaoke nó sẽ tắt cái loa karaoke đi, hoặc là nếu mà khách hàng muốn dùng cái loa karaoke đó và cái loa đó cũng là loa xem phim luôn thì cũng được luôn. Thì hệ thống nó sẽ tự vận hành hết. Các bạn không cần làm gì cả. Ok. Mình bắt ra nha, để tại vì quay mấy cái phim này thường thường hay dễ bị dính bản quyền trên YouTube lắm, nên Vũ sẽ không giới thiệu nhiều. Còn video đầu năm hôm nay về lĩnh vực xem phim có một sự đổi mới rất là nhiều so với lại năm 2023. 6 tháng 2023 là Vũ đã bắt đầu phát triển và team có điều chỉnh cũng như là tạo ra cái hướng đi cho khách hàng, cũng như là hướng dẫn khách hàng cách dùng sản phẩm mượt mà và đưa những sản phẩm chất lượng đến tay của người tiêu dùng. Thì năm nay sẽ có nhiều cái mới hơn và đặc sắc hơn các bạn. Và thậm chí là team cũng đã có những sản phẩm tốt hơn như vậy nữa trong những tương lai sắp tới, để Vũ sẽ phát triển và sẽ chia sẻ nhiều thông tin cho khách hàng cũng như là các đối tác, các thiết kế và các kiến sư có thể kết hợp để tạo ra một cái không gian sống cũng như là một cái phòng giải trí cho người tiêu dùng một cách mượt mà và ngon lành nhất. Ok. Như vậy video đầu năm Vũ chia sẻ về cái phòng phim và những cái giải pháp tối ưu thế này đã cho chia sẻ xong cho các bạn. Nếu các bạn thấy video mà hay, mà những cái giải pháp mà tiện, mà ngon, mà mượt như Vũ đang trình diễn trước mặt các bạn, thì đừng quên ủng hộ cho Vũ một like. Và trong quá trình các bạn là người trải nghiệm thì các bạn
muốn làm điều gì thêm nữa, chúng ta muốn trải nghiệm cái gì thêm nữa, chúng ta muốn có thêm cái option gì nữa, hãy đóng góp thêm ở comment bên dưới. Vũ sẽ dựa theo comment đó sẽ cải tiến và cùng team phát triển nhiều sản phẩm hay và đưa đến cho người tiêu dùng. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Nhớ đừng quên gọi Hạnh tư vấn nha. Bye bye.